Thỏ, yêu J-Rock, Kazoo, yêu J-Pop, Shinsuke, yêu các nhóm nhạc thân từ Nhật Bản. Lần đầu tiên, một chương trình truyền hình mang làn sóng âm nhạc Nhật Bản đến Việt Nam. Không những vậy, khách mời đặc biệt của chương trình là các nghệ sĩ đến từ xứ sở mặt trời mọc. Những cuộc trò chuyện thú vị. Những màn biểu diễn đặc sắc và tất nhiên không thể thiếu những bản nhạc cực chất của các nghệ sĩ Nhật Bản. Ongaku, vui với âm nhạc. 19 giờ thứ sáu hàng tuần trên VTC8 View TV. Các idol của anh là thứ nhất.